nhiều lần đưa ra các thông tin gian dối về việc cần tiền thực hiện các thủ tục để thực hiện việc mang thai hộ giúp một người phụ nữ trú tại tỉnh Nghệ An. Một hot girl ở Hải Dương đã chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng. Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa khởi tố bắt tạm giam Vũ Thị Liễu, sinh năm 1990, trú tại xã Tân Quang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 10 năm 2023, Vũ Thị Liễu đã nhiều lần đưa ra các thông tin gian dối về việc cần tiền thực hiện các thủ tục công đoạn để thực hiện việc mang thai hộ giúp một người phụ nữ trú tại tỉnh Nghệ An. Từ đó, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nạn nhân với số tiền hơn 560 triệu đồng. Theo cơ quan chức năng, điểm chung của các vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản là sự tin tưởng của các nạn nhân với đối tượng lừa đảo. Công an Nghệ An khuyến cáo người dân, trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết.